Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà lô góc 5 tầng 2 mặt thoáng gần với trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, gần với ngã tư Lê Trọng Tấn, giao thông đi lại rất là thuận tiện, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông theo trục đường Lê Văn Lương kéo dài hoặc theo cái trục đường mà Đại lộ Thăng Long kéo dài. Mà với cái căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, có thể dọn đồ về và ở ngay. Đường ngõ thực tế trước nhà khoảng tầm 2m2, hướng nhà là hướng Đông Nam. Với cái căn nhà này thì sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn. Phần mặt tiền của ngôi nhà được chủ nhà ốp cho mình toàn bộ đá granite, và phần cửa chính thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là lớp cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với cái căn nhà này thì cách với ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông khoảng tầm 1,5 km, cách với trường Đại học Kiểm sát khoảng tầm 800m, xung quanh ngập tràn tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Với cái căn nhà này thì cụ thể vị trí của nó thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội quý vị nhé. 30m² cả nhà và đất với giá bán là 2.750.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Và với căn nhà này thì quý vị có thể vay được tối đa tầm 1.5 tỷ cho tới 1.6 tỷ tiền ngân hàng, với những cái lãi suất ưu đãi nhất đến từ những ngân hàng uy tín nhất. Ngọc Anh đang đứng ở đây là phần tầng 1 của ngôi nhà với diện tích chỉ có 30m². Tuy nhiên về cái phần thiết kế, về cái phần công năng sử dụng thì cũng rất là đầy đủ nha mọi người. Thiết kế rất là hợp lý. Với phần tầng 1 ngoài cái phần cửa chính ra thì ở kia có một cái phần cửa sổ phụ nữa để lấy ánh sáng vào trong không gian phòng khách. Đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà. Toàn bộ phần phòng khách chủ nhà đã ốp vách PVC. Ở đây thì nó là giả cái tấm ốp nhựa mọi người ạ. Đấy, nhựa PVC giả đá đây, rất là đẹp. Và đây ngoài này là phần ốp gỗ lên trên tới tận trần. Và đây là phần kệ TV. Gạch nắp nền thì kích thước gạch là gạch 60-60. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Quạt trần cũng được chủ nhà lắp đặt cho mình đầy đủ rồi. Với cái thiết kế này thì nó không quá hoàn hảo, phòng khách riêng biệt, phòng bếp riêng biệt, mà nó chỉ được như thế này thôi quý vị ạ. Đa phần những cái căn diện tích 30m², chủ nhà thiết kế xem tương tự như thế này. Đây là không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với không gian phòng bếp chữ L nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý. Với cái tông màu sơn là màu trắng. Và cái không gian phòng bếp của ngôi nhà cũng được thiết kế màu trắng và ở dưới thì màu nâu nhạt. Phụ kiện bếp chất liệu inox 304, lắp đặt cho mình đầy đủ từ chậu rửa, vòi rửa đến kệ, bát, đầy đủ hết rồi. Xung quanh thì là ốp gạch và mặt bếp thì ốp đá granite nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý. Ngăn cách giữa cái phần phòng bếp và phần cầu thang ở đây thì là chủ nhà thiết kế cho mình một cái vách CNC. Đồng thời phía dưới tầng 1 ngoài phòng khách, phòng bếp thiết kế một phòng vệ sinh. Đây, phòng vệ sinh này thì chỉ có bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và cái hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng cho quý vị thôi. Đó, ở dưới phòng vệ sinh tầng 1 này thì không sử dụng để tắm được mọi người ạ. Cửa thông phòng cũng như cửa nhà vệ sinh thì thiết kế toàn bộ. Với cái căn nhà này là thiết kế cửa nhôm hệ Việt Pháp. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá granite. Như vậy Ngọc Anh đã review chi tiết cụ thể đường, hướng, giá, vị trí của ngôi nhà này rồi. Thiết kế tầng 1 cũng đã review rất là chi tiết. Mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và với tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Tầng 2, 3, 4 thiết kế mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rất là rộng, một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Và phần phòng ngủ thì chủ nhà có tặng cho mình một chút đồ nội thất về điều hòa, rèm cửa, giường cũng như là kệ bàn phấn. Đấy. Với cái giường 1m8, 2m thiết kế theo kiểu tân cổ điển khá là hợp lý. Màu sắc thì cũng nhã nhặn. Với cái sàn gỗ thì thiết kế ở đây là sàn gỗ công nghiệp. Hệ thống trần này cao, trần pháo, đây quý vị có thể nhìn thực tế. Cửa sổ thiết kế hai lớp, rất là thoáng, chắc chắn, thẩm mỹ, an toàn. Giá bán 2.750.000.000 đồng, rất là hợp lý tại thời điểm hiện tại. Với căn nhà, vị trí, lô góc, thoáng. Đó. À, cho vị ngắm nghía. Cái này mà có kê thêm một chiếc tủ quần áo ở đây thì cũng rất là ok nha mọi người. Này, rất là rộng, vuông vắn. Phòng vệ sinh đây mọi người ạ.
Phòng vệ sinh này đây. Thiết kế đầy đủ chỉnh chu, công năng với quạt hút mùi này, hệ thống sen cây tắm nóng mạnh, bồn cầu liền khối, lavabo bàn đá cho quý vị. Căn nhà này thì theo đúng như hiện trạng là dọn về và ở được ngay. Với cái phòng vệ sinh thì được ốp gạch lên trên tới tận trần, rất là sạch sẽ và cái tông màu cũng khá là đẹp luôn ấy. Trên tầng 2, tầng 3, tầng 4 thì thiết kế giống hệt nhau, mời với em lên tầng 3 nhé. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà, thiết kế tương tự như tầng 2. Tuy nhiên thì nó chỉ khác một chút ở đây là cái gì ạ? Đó là một cái cửa sổ to, thì ở đây chủ nhà thiết kế hai chiếc cửa sổ nhỏ thôi. Xung quanh khu vực ở đây thì dân cư rất là đông đúc, chợ trường phường trạm tiện ích đầy đủ cho quý vị. Với cái giá này thì thực ra bây giờ tại thời điểm này nó rất là hợp lý rồi quý vị ạ. Như ở dưới khu vực phường Yên Nghĩa này, phường Đồng Mai, phường Viên Giang thì Ngọc Ánh hiện tại vẫn còn một số căn giá cũng rất là rẻ nhá. 1 tỷ 450 triệu cho một căn nhà 4 tầng 3 phòng ngủ. Quý vị nào mà muốn tìm hiểu căn nhà giá rẻ và có thể xem cái quãng đường mình đi lại nó không quá xa thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt nhá. Đó, đây là phần phòng ngủ ở phần tầng 3. Phòng nào cũng được chủ đầu tư trang trí đơn giản. Đó. Tuy nhiên thì cái công năng sử dụng thì nó không mất đi một phần nào hết mọi người ơi. Đây là cái phần phòng vệ sinh ở phía ngoài tầng 3, tầng 4 cũng thế. Như vậy với cái căn nhà 5 tầng này thiết kế cho quý vị ở phía dưới tầng 1, ngoài đã review rồi, tầng 2, 3, 4 giống hệt nhau. Mỗi một tầng gồm một phòng ngủ phía bên trong và phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Vậy thì tầng 5 thiết kế ra sao? Mọi người đừng rời mắt khỏi video. Và đây là phần tầng 5 của ngôi nhà. Với tầng 5 thiết kế khá là hợp lý, ổn áp mọi người ạ. Ở đây có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Đây là phần để máy giặt. Đây là phần phòng thờ. Phòng thờ ở đây, tất cả các phòng ngủ, phòng thờ đều được chủ nhà đầu tư lắp rèm cho mình rồi. Gần với cái căn nhà này, căn nhà này thì nó gần với lại Đại học Kiểm sát Hà Nội, gần với lại khu đô thị Dương Nội. Trên phía tầng 5 này thì chủ nhà là lát gạch, không phải là gạch vân đá màu trắng mà gạch giả gỗ. Đó. Và phần còn lại là phần sân phơi. Đây. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà, cũng khá là rộng rãi. Thiết kế hợp lý. Như vậy với căn nhà 5 tầng Ngọc Ánh đã review cụ thể cho quý vị được 3 phòng ngủ. Từ tầng 1 cho tới lên tầng 5, quý vị có thể tưởng tượng ra ngôi nhà này thiết kế ra sao, công năng sử dụng như thế nào. Với giá 2 tỷ 750 triệu bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn mọi người ạ. Và mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin thì vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé, 0933013403 hoặc 0888041444. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.